hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận vấn đề Triều Tiên trước khả năng nước này sẽ tiến hành thêm các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong thời gian tới. Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an được tổ chức theo đề nghị của Hoa Kỳ, một trong năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời cũng là nước chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng 5. Tại cuộc họp, Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi các nước trong Hội đồng Bảo an không thể tiếp tục giữ im lặng khi mà Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa và được cho là chuẩn bị thử hạt nhân tới lần thứ 7. Hoa Kỳ cũng đề nghị Hội đồng Bảo an bỏ phiếu cho nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo về việc gia tăng lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên trong tháng 5. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc kiên quyết phản đối việc áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, ngoài những lệnh trừng phạt mà Triều Tiên đã phải hứng chịu từ năm 2006 vì lý do nhân đạo. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã có tới 15 vụ thử tên lửa kể từ đầu năm tới nay, trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa và vụ thử mới đây nhất là vào ngày 7 tháng 5.